Mỗi chuyến đi của Sang, Sang đều đi ngang qua đây và Sang đều ghé vô đây cầu nguyện hết. Sang hy vọng mọi chuyện bình an và cầu nguyện cho cho con của một người bạn cũng mau chóng được khỏe mạnh. Hello, xin chào các bạn, mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Sang đi lên trên chỗ trung tâm, Sang đưa đưa tiền cho em hoa hậu vô gia cư nè. Có một mạnh thường quân xin giấu tên và chị ấy chỉ muốn nhờ Sang chuyển số tiền 50 euro cho em đó. Bây giờ Sang đang trên đường đi lên trên em đó đây ạ. Mời các bạn cùng Sang đi lên trên đó nha. Chút nữa Sang đi lên trên đó, Sang có thể dùng số tiền của anh Jimmy được không ạ? Sang có thể lấy cái số tiền đó của anh mua bánh mì và nước cho người vô gia cư ở chỗ em đó được không? Hy vọng là anh không từ chối ha anh. Hôm nay ở Bỉ nhiệt độ là 23 độ, trời ấm lắm. Cho nên Sang đã bỏ được cái chiếc áo lạnh ra rồi nè. Hiện tại ở Bỉ là đang cách ly đợt 3 rồi các bạn. Hiện giờ Sang mà đi lên trên đó thì không biết là có gặp những người vô gia cư đó không, là tại vì có thể là họ bị kêu vô chỗ một chỗ tập trung nào đó thì có thể mình không gặp. Bây giờ thì cứ đi lên trên đó coi như thế nào đã ha. Trời bữa nay nắng đẹp quá à. Người đồng hành cùng với Sang đây ạ. Chào mọi người đi con. Chào to lên đấy. Chào mọi người. Con mình nó rất là ngọng. Sang xin lỗi các bạn rất là nhiều. Khi mà lúc nãy Sang có nói là lên trên trung tâm Sang sẽ mua nước, nhưng mà rất là tiếc khi mà đi ra tới đây mình mới quên là mình không mang cái gì đi để mà đựng nước hoặc kéo nước cả. Vẫn chỗ quen thuộc đây ạ. Sang xuống chỗ Buscemi và sau đó sẽ rút tiền ở đây. Sẽ mua bánh mì ở chính tiệm bánh mì ở đây luôn. Tại vì ở cái chỗ mà Metro Botanic đó sẽ không có chỗ mua bánh mì á, không có chỗ mà ta bán đồ ăn nhiều, cho nên Sang mua ở đây tiện hơn. Và Sang đi đến đây để rút tiền ở chỗ này nè ha. Bây giờ Sang sẽ vô cái tiệm bánh mì hiệu Ba Nốt này nè. Sang sẽ mua bánh mì ở đây. Đây ạ, Sang mua ở đây ha. Ở đây thì họ làm từng phần như thế này nè, đó. Bonjour. Đây ha, ở đây để coi Sang bánh mì thịt. Đây bánh mì phô ma. Đây là bánh mì cá. Ở đấy thì đa số là người 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 theo đạo Hồi thì nhiều, cho nên Sang sẽ mua bánh mì cá đi ha.
Trời ấm cho nên là nhiều người người ta ra đường lắm ạ. Cho dù là cung Phimon cấm dịch ở nhà đó nhưng mà họ cũng vẫn đi ra ngoài đông lắm. Ngay cả Sang cũng thích đi nữa. Cậu trời ấm như vậy rất là thích luôn. Xin vô kệ. Trên đường Sang xuống chỗ cái metro này, Sang nhìn thấy có một anh tay anh bị sao kìa. Cái anh này tay anh bị tật. Không biết anh có ăn bánh mì không, để Sang hỏi nha. Anh xin tiền. Sandwich. Anh này anh nói là tay của anh bị nổ. Bị nổ do pháo hoa. Nghe anh nói như thế. Usa. Portugal. 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 Ok. Chào. Bây giờ Sang đã tới chỗ địa điểm này rồi đấy ạ. Và số bánh mì Sang mua đây cho họ ha. Do lần trước mình đi gấp đó, cho nên mình tới chỗ họ thì không có cái gì cho họ hết. Rồi cho cô gái nó còn hỏi Sang có mì nóng không á. Cho nên bây giờ mình tới mình rút kinh nghiệm. Mình tới mình rút kinh nghiệm là mình có mua thêm đồ ăn cho họ nữa ha.
Bây giờ sang tới đây rồi nè các bạn, cái lều của cô gái này lại chuyển qua bên phía bên đây, và bữa nay thì không thấy đông như mọi khi nữa. Có thể hôm nay trời đẹp và nắng người ta ra ngoài. Cô gái này đang ngủ nè các bạn ơi. À, c'est moi. Dạ. Vous aussi, vous aussi manger? Vous aussi? Nè. Cái anh lúc nãy anh dễ thương lắm, anh ngồi ở bên phía bên kia rồi, anh kêu cô này dùng cho Sang á, tại vì cô đang ngủ nè các bạn. Đó, bây giờ Sang đưa bánh mì cho cô và Sang hỏi cô hôm mấy bữa nay có khỏe không, thì cô nói mấy bữa nay cô rất là mệt á các bạn. Bây giờ Sang sẽ đưa bánh mì cho những người ở còn một người ở bên kia nữa, rồi Sang sẽ quay lại nói chuyện với cô thêm ha. Sang có hỏi là chồng của cô gái này đâu rồi thì cô ấy trả lời là cố ngủ, cô không biết chồng đi đâu hết á. Bây giờ Sang qua bên cái chú đối diện, Sang đưa bánh mì cho chú đã. Bây giờ Sang sẽ hỏi cô gái này một số chuyện rồi ấy ha. Hôm nay Sang ra đây Sang đưa tiền cho cô ấy này. Hôm nay cái lều bị rát mất tiêu rồi. Nè chị cả. Cái lều bị cắt xê. Bu qua lơ cắt xê. Bu qua. Chị tông tơ. Bu qua lơ cắt xê. Tông tơ bu qua lơ cắt xê. Không chịu về. Dạ vâng. Bu qua. Bu qua sao? À, cô ấy kêu là không biết, à nó bị xúc cái dây khóa này cho nên là nó rắc ra, phải cột lại như vậy. Tung hi in le u tung hi à in bạc ti chưa đọc mi đang là ngủ. Cô gái này nói là bụng của cô có vấn đề cho nên là mới đi bác sĩ, thì nghe bác sĩ nói là phải uống thêm thuốc. Chú ăn được bài bia bên chị luôn không? No. Cô ấy không có giấy tờ ở đây. Moi, attendez toi cô ấy chờ mình. pour un peu d'argent pour manger pour médicaments. À, cô ấy chờ mình để có thể cho cô ấy chút tiền để cô ấy mua đồ ăn và mua thuốc. Oui. C'est bébé, c'est comme l'aime bébé, c'est comme l'aime. Il y a pas Ông xem. médicaments, vitamines pour parce À, que moi non manger. cô ấy cần vitamin để uống thêm cho bébé. Ui, chưa cầm khó hả? Bây giờ Giang sẽ lấy tiền đưa cho em ấy ha. Ở Bỉ á, thì chị ấy giấu tên, chị ấy muốn nhờ Sang chuyển số tiền này cho em ấy. Cô ấy kêu là lấy cái tiền này để sẽ đi mua nước á, mua nước để uống. Cô này nói là lấy cái tiền này để mua nước để uống ạ. Sang xin thay mặt cô ấy cảm ơn chị rất là nhiều ha, chị giấu tên ạ. Nhân tiện đây thì cho Sang xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân rất là nhiều ha, đã giúp đỡ những người vô gia cư ở Bỉ. Cô ấy nói là cô ở đây 10 ngày nữa thôi.
TPS. Dạ. À, cô ấy ở đây 10 ngày nữa thôi thì nhà nước sẽ trợ giúp cho cô, CBS sẽ trợ giúp cho cô có một chỗ ở, một cái chỗ mà nhà chung cư để ở. Trợ cấp xã hội. Dạ. Thì CBS ở đây gọi là trợ cấp xã hội đấy ạ. Dạ. À, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là cô ấy sẽ không phải ở đây nữa, cho nên là các, nếu mà các bạn có muốn giúp cô ấy thì trong vòng khoảng cái thời gian này thôi thì cô ấy còn ở đây, còn sau đó là cô ấy vô trong chỗ xã hội rồi thì Sang không có còn gặp cô ấy và không giúp cô ấy được nữa ha. Vì có bầu đó, dạ, đó, cho nên là trợ cấp xã hội thôi mới giúp cấp. Dạ, dạ. À, thì vì cô ấy có thai, có bebê cho nên là trợ cấp xã hội đã xin được cái trợ cấp xã hội ở đây. Chứ còn nếu không thì cũng vẫn lang thang ha. Dạ, tại vì họ không có giấy tờ các bạn ạ. Vậy. À, cô ấy cho mình xem đây năm tháng. Cô ấy nói là bây giờ thì bác sĩ cũng, nếu mà được xã hội giúp đỡ như thế thì sẽ có đi khám bác sĩ. Thì đi khám bác sĩ thì họ nói là cô ấy cần phải uống thêm vitamin. Thì đương nhiên các bạn, mọi người có nhìn xem cô ấy ở đây thì làm gì có được một chỗ ở đàng hoàng, đúng không? Thứ nhất là đồ ăn, đồ uống cũng không có ok nữa. Cô ấy nói tội lắm. Cô ấy nói là chờ Sang 2 ngày nay để có Sang ra để cho cô ấy mua, lấy tiền cô ấy mua cho thêm chút đồ ăn và mua thêm vitamin. Cô ấy chờ em 2 ngày nay rồi ạ. Dạ. Cô ấy đây ạ. Và đây là cái lều của cô ha. Dạ. Sao mà vết mắt? Merci beaucoup pour manger, pour l'argent, pour venir, pour expliquer. Très gentille famille. Cô ấy nói là cô ấy xin cảm ơn rất là nhiều đã cho cô ấy thức ăn và nước uống và cho cả tiền. Cô ấy nói là cảm ơn rất là nhiều ạ. Pas travail moi ici resté, pas venir d'argent. Sa couverture capote la toi, beaucoup problème. Cô ấy nói là cô ấy không có đi làm cho nên không có thể nào mua thêm chăn và mua thêm đồ dùng này kia vậy đó. Dạ. Cái này là cái 20 euro đúng rồi. Người đồng 20 đồng dạ. Mà bán kia mà không có mua được. Dạ. Thì cái... có bữa có ăn, bữa không có ăn. Vâng, có bữa có ăn và bữa không có ăn. Là bữa đói bữa no. Cái này là 20 đồng mà đúng rồi, tại vì nhà mình ngày trước có mua một cái này để đi đi biển nữa. Thì cái này với giá 20 đồng là quên, cô nói chính xác rồi đó. Anh lấy về. Oui, bonjour. Và anh ấy đi rồi. Cái cô này cao quá hả? Chồng của cô thì lại nhỏ hơn chút. À hả? Une couverture c'est 10 euros là-bas la vente. C'est moi mon cas là. Ah. C'est moi mon cas. Où ça? Ici là-bas la vente. C'est vraiment. La suite. C'est vraiment. Bas la vente. Ở gần đây không ạ? Mi mari pouti. Lui aussi charge couverture direct. À, cái chỗ mà mình mua bánh mì ở trên này á hả? Nhà. À, cái chỗ kia ở xa lắm. Ở khu G hả? Ở khu G á? Khu G. No, ici bas la vente. Oui, je sais. Chỗ đấy có phải là chỗ khu dê không, ngay chỗ mà ngay cái con đường mà bán đồ của ấy hả, của mấy người kia hả? Hay là mình cho cô ấy mình cho cô ấy 20 đi để cô ấy tự đi mua chăng? Mà cô ấy nói là nếu mà cô đi mua thì người ta ăn cắp đồ của cô. Usa. Bây giờ biết làm sao được bây giờ? Moi resté ici encore 10 jours. Vâng, cô ấy nói là cô ấy còn ở đây 10 ngày đó ha. Vậy bây giờ Sang đưa tiền cho cô ấy xong rồi thì bây giờ Sang sẽ đi đến những người vô gia cư khác và Sang sẽ đưa bánh mì cho họ ha. Lần sau chắc chắn Sang sẽ quay lại đây và Sang sẽ giúp cô ấy nữa. Lúc nãy cô ấy đã vặt cái bụng lên cho Sang xem mà cái bụng 5 tháng nhỏ xíu xíu à.
Ok, hy vọng là thì cô ấy giữ gìn sức khỏe đi ha. Và hy vọng là mọi điều tốt đẹp đến cho cô ấy đi. Lần sau mình sẽ quay lại chắc chắn luôn. Và video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và ủng hộ theo dõi Vô Gia Cư ở Bỉ ha. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. À, mình nói là mình sẽ mua, mình mang tới sau ha. À, ok. Je acheté après je te donne ça va? Oui. Je encore khờ tuộc. Ok, oui, dạ. Super. Dạ. Merci beaucoup. Chào. Bonne journée. Au revoir. Dạ.